rầm rộ tin đồn hẹn hò với đàn chị trang Pháp, nhưng chỉ một động thái nhỏ của Jason đã đập tan luôn tin đồn. Cộng đồng mạng vẫn mãi chưa chịu tin. Cầm em hay kính nào. Ê, nó biết bố nhỉ. Ê, cầm em hay kính nào. Và trang Pháp bị cộng đồng mạng đồn đoán là đang hẹn hò với nhau. Bằng chứng cho thấy là nam ca sĩ và đàn chị liên tục lộ hình đeo trang sức đôi với nhau. Anh chàng thì đeo dây chuyền có mặt hình ổ khóa, còn chị đẹp trang Pháp thì dây chuyền mặt chìa khóa. Và cũng không ít lần cả hai cùng diện đồ đôi. Fan của cả hai người đặt ra nghi vấn rằng liệu có phải hai anh chị này đang bày tỏ tình cảm ngầm với nhau hay không. Tiếp đó cộng đồng mạng lại soi ra được nam nữ ca sĩ cùng check-in chung một địa điểm vào tháng 1 năm 2023. Thời điểm đó lại là chuyến du lịch mừng tuổi mới của trang Pháp, trùng hợp thay Jason cũng có mặt ở đó. Thế là cộng đồng mạng đều đặt ra nghi vấn giữa mối quan hệ của hai người này là gì. Nếu mà hẹn hò thật thì showbiz Việt lại được hai người nữa thoát ế. Trước đó được biết Jason không ít lần vướng tin đồn hẹn hò với các ca sĩ nữ khác như là Han Sara, Hoàng Duyên, khiến cho nam ca sĩ phải liên tục đính chính là mình độc thân 100% hay chỉ hẹn hò với 20 con mèo. Nay nam ca sĩ lại dính tin đồn hẹn hò với đàn chị hơn mình 8 tuổi thì quả thật quá là đào hoa mà. Chẳng biết tại sao Jason lại liên tục bị réo tên trong các tin đồn hay nghi vấn việc hẹn hò đến vậy. Phải chăng fan của nam ca sĩ cũng luôn muốn idol có được nửa kia của đời mình để mà còn ăn cẩu lương chung? Đi đôi với những tin đồn hẹn hò là những ý kiến bàn tán của cộng đồng mạng nào là: cũng đẹp đôi, thiệt thì tôi ủng hộ, cả hai đều đời tư sạch, nổi bằng thực lực, tài năng nha. Việt Nam hay đồn là có lắm, Jason mà quen trang Pháp tôi thoát fan. Không để cộng đồng mạng nghi ngờ, Jason đã bất ngờ có động thái khiến ai nấy cũng phải quay xe gấp. Cụ thể, theo bài viết mà Jason chia sẻ, anh chàng ngầm khẳng định rằng mình có độc thân và mối quan hệ giữa anh và trang Pháp chỉ là chị em, bạn bè thân thiết mà thôi. Dưới bình luận bài viết, nam ca sĩ còn nói: chơi thân mấy năm không ai biết, tin đồn vài cái ai cũng hay, đúng là thân quá cũng không tốt các bạn nhỉ. Và trang Pháp cũng không thể ngồi yên được, tối cùng ngày cô cũng đã đăng story nói về mối quan hệ giữa hai người. Trời ơi mọi người ơi, chị em tui bạn bè thân thiết mà. Đi chơi một team mê du lịch, quay MV chung thui chứ không có gì hết nhá. Chiếc MV quay chung 2 năm còn chưa ra mắt đây ạ, đừng đồn nữa mà. Có thể thấy tin đồn hẹn hò giữa hai người cũng kéo theo không ít rắc rối cho chính chủ, khiến cả hai đều phải than trời mà lên tiếng giải thích giáo diết. Thôi thì đành để cho hai anh chị tập trung vào sự nghiệp ca hát, khi nào duyên đến thì đón. Còn việc đồn đoán của cộng đồng mạng cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Với các hoạt động của Jason và trang Pháp trên mạng xã hội cũng đã phần nào đánh bay lời đồn thổi về mối quan hệ của hai người, giúp cả hai lấy lại sự trong sạch do cộng đồng mạng thêu dệt nên. Việt Nam mình đồn cấm có sai nhưng hai anh chị mình là ngoại lệ. Tuy hai anh chị đã lên tiếng đính chính chỉ là bạn bè nhưng các thuyền viên thì vẫn cứ một mực tin là hai anh chị đang yêu nhau. Các bạn thấy tình chị em khác giới này như thế nào? Bình luận bên dưới để Gian cùng biết với nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.